Xin chào quý con, xin chào các bạn đã quay trở lại với video của mình. Ngày nay vườn ươm nhà mình sẽ làm những tập phim để hướng dẫn đến quý con và các bạn cái quy trình trồng cũng như là chăm sóc cây giống. Có bà con thì cứ hỏi là tại sao cứ thấy vườn ươm bán cây giống nhưng không hướng dẫn quy trình trồng. Đấy. Vì quy trình trồng cây giống này nó khá là phức tạp và rất là nhiều bước. Do đó vườn ươm nhà mình sẽ làm từng cái tập phim một để hướng dẫn quý con từng cái quy trình để chúng ta trồng và chăm sóc cái cây giống và cái sự yêu thích trồng cây của nhiều quý con trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Mời quý con và các bạn cùng theo dõi những cái tập phim hướng dẫn ươm và trồng cây giống của vườn ươm nhà mình nhé. Cái quy trình trồng và ươm cây giống thì sẽ có rất là nhiều bước các bạn nhé. Và bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là chuẩn bị đất để đóng bầu. Thì đây là cái đất vườn ươm nhà mình đã chuẩn bị này. Cái chất lượng đất thì nó sẽ tơi như này nhé, không bị vón cục đóng vùng cũng như không có những hòn đá lớn. Khi có đất rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lưới sàng đất có kích thước là chiều dài là 2m và chiều rộng là 1,5m như thế này. Đó. Kích thước cái lưới sàng này thì chúng ta chú ý nhé. Đấy, cái ô vuông lưới sàng này là 2cm này. Đấy. 2 x 2. Chúng ta phải chuẩn bị cái lưới sàng to như vậy để có thể sàng được những cái đất nó có những hạt đá nhỏ. Đấy. Chúng ta không mất nhiều cái công sức sàng đất. Mọi cái vật tư sàng đất này, sắt này thì chúng ta đều có thể mua và chuẩn bị ở hàng sắt nhé. Sau khi sàng qua lưới thì chúng ta sẽ thu được cái chất lượng đất như này. Đấy. Nó khá là tơi và mịn. Thì cái đất để đóng bầu này chúng ta có thể trộn thêm với phân chuồng hoai mục hoặc là phân tổng hợp hoặc là trộn cả hai luôn. Vườn ươm nhà mình thì sẽ sử dụng cái phân tổng hợp NPK các bạn nhé, để hòa vào cái đất này để đóng bầu. Đó. Phân này chúng ta có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Sau khi trộn đất với phân chuồng hoai mục hoặc phân NPK xong thì chúng ta sẽ tiến hành đóng bầu các bạn nhé. Thì đây sẽ là bầu ươm cây giống này. Cái bầu ươm này thì sẽ quy ước theo cái đường kính bầu. Đấy. Như cái bầu mình đang sử dụng đây là bầu 75. Chúng ta sẽ dùng thước để đo này. Đó. Đường kính bầu sẽ là 75cm. Và tùy từng cái giống cây và những dòng cây chúng ta sẽ lựa chọn những cái đường kính bầu khác nhau. Ví dụ những cây trồng gỗ lâu năm thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đường kính bầu lớn như là bầu 10 và bầu 12. Hoặc những cây trồng ngắn ngày mà chúng ta sẽ thu hoạch ngay mang đi trồng hoặc là xuất bán thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái bầu có đường kính bầu nhỏ như thế này. Đấy, đây là đường kính bầu 75 này. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa đất vào trong bầu. Quy trình đưa đất vào trong bầu thì khá đơn giản thôi. Sau khi đóng bầu xong thì chúng ta sẽ thu được những cái luống như thế này các bạn nhé. Chúng ta chú ý nhé, cái chiều ngang của luống thì nó sẽ rơi vào khoảng 80cm cho đến 1m. Làm sao cho chúng ta có thể tiện cấy cây, nhặt cỏ cũng như là chăm sóc cây sau này. Đấy. Và ở những tập tiếp theo thì vườn ươm nhà mình sẽ hướng dẫn quý bà con và các bạn cách gieo hạt, cấy cây cũng như là chăm sóc cây lúc trưởng thành. Mọi giải đáp thắc mắc thì quý con vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở dưới màn hình. Xin cảm ơn quý con và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau nhé.